Như thế này rồi, có lẽ mình kết thúc tại đây thôi. Chiều nay tôi sẽ có 10 triệu đưa tặng cho anh. Chưa bằng 1/10 số tiền mày nợ tao, làm sao tao tin mày được? Không, tôi sẽ mang tính mạng mình ra đảm bảo. Tôi thề đấy. Đây đây đây, lấy tiền tôi đây, anh xem đi. Cái này được đấy. Nhìn số lượng vàng và đồ cổ của nó. Nó không ít tiền đâu. Tao sẽ lấy cái này cầm tặng. Không, anh không phải giữ chiếc đồng hồ đâu. Anh không biết sức mạnh của nó đâu. Săn đồ cổ như tao mà lại không biết giá trị của cái đồng hồ này. Được rồi, tao sẽ tha mạng cho mày. Tuần sau mày phải trả đủ số nợ cho tao. Nếu không giữ được cái mạng của mày đâu. Không, anh phải lấy nó được. Trả đồng hồ lại cho tôi. Tao không lầm ấy, đây là lần thứ 5 như thế này rồi. Có lẽ mình kết thúc tại đây rồi. Chiều nay tôi sẽ có 10 triệu đưa tặng cho anh. Chưa bằng 1/10 số tiền mày nợ tao, làm sao tao tin mày được? Không, tôi sẽ mang tính mạng mình ra đảm bảo.
Tôi thề đấy, anh không phải giữ chiếc đồng hồ đâu, anh không biết sức mạnh của nó đâu. Săn đồ cổ như tao mà lại không biết giá trị của cái đồng hồ này à? Được rồi, tao sẽ tha mạng cho mày. Mày phải trả đủ số nợ cho tao, nếu không tao sẽ không giữ cái mạng chó cho mày đâu. Không, anh phải lấy nó được, trả đồng hồ lại cho tôi. Anh mà đến đấy nữa là tôi bắn này.